Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn xem một số là cái bộ hộp sọ của dàn cuộn rơm ha. Thì hộp sọ dàn cuộn rơm bên mình thì nguyên bộ như thế này, bán là bao ship tận nhà là 4,5 triệu các bạn. Đó. Bảo hành 6 tháng ha. Anh em và các bạn cần thì alo bên mình ha. Cái này thì bên mình làm mới chứ không phải là đồ cũ ha. Đây là đồ mới. Đó. Phôi phôi này là phôi sắt mới ha bạn, của công ty Hàn Quốc ha. Đó. Các linh kiện phụ tùng của dàn cuộn rơm thì bên mình có sẵn ha, anh em cần thì alo ha. Đó. Thì nguyên bộ của nó là gồm có là nhông bọng rồi tùm lum hết trơn nè. Đó. Nhông sên đồ. Anh em cần thì alo ha, đây. Đó, để quay thêm một số linh kiện của dàn cuộn rơm cho các bạn xem ha. Thì đây. Đây là trục rulo ngắn có, dài có, cốt 25 có, cốt 30 có, then cục, then dài đều có ha, và then nhiều, then ít đều có. Đó. Mỗi một cái như thế này là đồng giá là 500k. 500 ngàn đồng. Một cái cuộn rulo như thế này, anh em cần thì alo qua bên mình. Đó, đây để mình quay thêm số bên này. Đó, đây là linh kiện phụ tùng của máy cắt các bạn, thanh đập của máy cắt. Và đây. Đó. Này là cốt cốt 30, then ngắn. Then ngắn và then dài rồi nó nhiều nhiều then và ít then, nó nhiều loại lắm các bạn. Do đó nên anh em cần thì cứ alo bên mình ha. Đó. Và đây là cốt 25. Đó. Rồi ở đây là nó là then ngắn. Đó. Rồi ở đây là then dài. Đó. Các bạn thấy nó rất là dày ha. Đây thì mình bán cái giá là rất là rẻ so với là cái thị trường các bạn. Đây tại làm tại đây. Nó không qua đại lý cấp 1, cấp 2. Không qua đại lý cấp 1, cấp 2 các bạn. Đây là mình xin nhắc lại ha. Đây là khu công nghiệp Tân Phú của tỉnh Đồng Nai. Công ty này là công ty chuyên sản xuất các loại phụ tùng, máy cày, máy cắt, máy kéo, máy cuộn rơm. Rồi đây là thanh đập của máy cắt 70. Đó. Thanh đập như thế này thì rất là rẻ các bạn. Đó. Này mình quên cái giá rồi, không báo được. Đó. Vào đây. Các bạn thấy là đây là nhông cùi dĩa của dàn sới và của máy cày ha. Nhông cùi dĩa có rất là nhiều loại, do đó nên là đại khái thì mình nói là các dòng máy cày đều có ở đây, là như là Kubota nè, Yanma nè, Isuki nè, Shibuga nè, rồi Ford, New Holland đó, đều có ở đây ha, có rất là nhiều luôn. Đó. Anh em cần thì alo ha. Đây là những cái dòng mà máy của Shibuga. Shibuga thì gồm có W52 nè. Nó chậm lẹ nè, rồi cốc cầu nè, nó có rất là nhiều luôn, rồi trục thắng nè ha, nhiều lắm các bạn. Đó. Rồi nhông cùi dĩa nè, các bạn thấy không, nhông cùi dĩa thì nó có rất là nhiều loại, nhiều nhiều loại là nhiều gân khác nhau. Nó rồi đây là D28 nè, đó. Dĩa D28 nè ha. Rồi đây là dĩa 38 răng nè, 25 răng nè, nó rồi bánh răng 16 nè. Nói chung là nhiều lắm. Rồi đây, Shibuga 28F nè, D28 nè. Đó. Đây là nhông cùi dĩa ha bạn. Nó có rất là nhiều. Anh em cần thì alo ha, đây đóng gói hết trơn, giờ đó là mình tóc ra cho các bạn xem thì thật là khổ quá, khó quá ha. Anh em cần thì alo để mình lục rồi mình test ha. Anh em cần thì alo qua bên mình để mình chụp hình gửi qua cho các bạn, ưng thì alo ha, hài lòng thì mình mua ha. Đây các bạn, đây là nhông cùi dĩa rất là nhiều. Đó. Có rất là nhiều các bạn, đủ thứ hết. Rồi dòng Isuki nữa nè, Isuki là 1650 ha. Đó. Isuki 3110